Đây, một nồi bò kho luôn, bỏ cháy bò chét, thơm phức. Thấy không? Thật sự là hai cái thao luôn. Thơm quá trời thơm. Rồi, ok. Dạ. Cái này là gì? Thơm quá. Cái gì? Mẹ có dớp thịt cho không? Dớp. Dớp nghe trước đi. Dớp thịt đi ba dớp. Đây, xắt thịt bò. Bò ngon luôn nha. Rất là ngon. Này là chục ký rồi ngoại. Nhiêu? Bao nhiêu ký? 17 kg Thì đó nói chục ký đó. Chục ký mày mất luôn đó. Mất hơn nữa à. Là 17 ký. Ừ. Wow. Vậy. Hỏi là hơn chục ký không ngoại. Đó, cái đó tôi chục ký à. Đó, cà rốt với lại củ hành. Ủa bên đây có tôm nữa hả? Tôm để nhà. Để đổ nhà ăn đó chứ. Mày làm gì mày lột mày ăn ấy hả mày? Cái này bột kho mà. Để nó tươi quá phải để nước đá nó mới lột được tôm đó, đó. Tôm sống mà. Ba. Ngồi sắt này chắc cũng lâu 17 kg. Sắt nãy giờ cái tay rồi cứng không không? Nó làm tà tà hơn rồi mày về. Quá trời. Mua mấy cái kia nó ngon lắm, thì mình không biết là lửa này nó có nạc thì mình thấy ngon. Tụi nó nói cái này vậy mà không có ngon bằng cái gân. Vừa nạc vừa mỡ hả? Vừa gân hả? À, gân vậy nè. À, nó là, kêu lấy cái gân đó, còn này nó nạc cái nó mềm mềm. À, nghe gân này sợi vậy nè, nó không bị sợi. Mua dao rồi. Ngon. Cái gì vậy? Có cái dao đó. Người ta nói nấu đó ngon, rất là ngon. Con này mình nghĩ là cái nạc nó ngon mình được ăn nè. Nó này vậy nè. Con lại thích ăn cái vừa thịt vừa mỡ. Đó, như này nè, nó rất là ngon. Đó người dạy lại 100 gram rồi đó. Mấy miếng 100 gram 3 cục. Đúng rồi. Mày là hên xui nha, nó teo dán chịu. Chịu thôi sao giờ. Cái, nhưng mà nó không teo bây giờ bên ngoài một tô bò kho bây giờ 50 mấy ngàn, 55 ngàn đồng. Là mới ăn được. Ừ, mới ăn được thôi. Mà cho biết cái giá mình lấy ra được có 25 ngàn đồng rồi. Cho một cái phần cơm hả? 350 phần đó, các cà rốt. Ủa điếm bao nhiêu miếng hả? Thử thôi. Sao không đủ? Năm chục hả mẹ? Cái gì 50 tại gì? 150 miếng đi. 150 rồi rồi. Có người cho 2 miếng. Cái thằng này tối ngày nó bài biện với tao hoài, nó nói với tao hoài, làm với tao. Nhưng mà rõ ràng đi phân con. Tâm. Con mà không nói với ông bữa tao hủ. Phân tâm. Hai mẹ con đúng tính hay lắm, tính giỏi lắm. Phân tâm mẹ ơi. Mày biết tao không biết là con bò con có ngoài đen không? Con nhớ tới cái con. Rồi, cho vào ngũ vị hương. Rồi. Cái đó là lá gì vậy hả? Lá quế. Tới đường rồi đó, đổ đi nhau một ngọt rồi muối có thử trước gì mà bảy muối rồi công thức của riêng bà bảy hả? À, công thức của bảy thôi. Ừ. Cái tiền nghiêm nếm là sao cho bà bảy đổ công thức bà bảy thôi. Một muỗng đó, một muỗng mà trang. Công thức 2 muỗng mà trang. Công thức của bà ấy là hết sảy. Nêm nếm, công thức. Nè, vui thôi thêm 2 muỗng mà trang á. Thêm bạch nữa nè. Rồi, trộn. Giờ muối đường xong, bột ngọt xong. Muối chưa rồi. Còn cái kia rồi, muối quá rồi. Đổ vô nữa. Không, cái hũ hũ gì?
màu đều. Này màu phi xả à? Trời muốn mưa rồi mà để vào đây sợ. Rồi đảo lên cháy nha. Múc qua bắt đầu để hầm. Rồi tới giờ vô này, vô hộp á quá trời ngon không. Nó thực sự mình mới ăn thử miếng rồi, ngon lắm, thơm lắm luôn. Hôm nay tiền tài trợ từ cô Trần Ngọc ở Canada. Rồi vô hộp thôi. Rồi nó thơm phức quá ơi. Trời ơi, giờ đi đổ nó mày ngủ má. Bị quỷ rồi. Bệnh rồi đó, rồi vô quay nó, quay nó. Giờ không đem qua rồi à. Qua rồi, cái thời thanh xuân. Được chưa? Dạ. Đó, bà đẩy lên ngoài, ngoài đó, đúng rồi đó, ngoài. Oh. Hai cục này. Dạ. Hai cục đó. Dạ, cao. Bò mà. Đấy. Rồi, cái này lấy cái giá nhỏ rồi. Quá trời. Đó. Cái nó bịch đó. Có bịch không? Hỏi có bịch không? Bịch gì? Bữa nay là bánh mì bột kho. Rồi từ hai hộp này nè, đưa cho nó làm cho mình cần. Mày để cái hộp bẩn để thuận tay không? Rồi mưa thật là vui. Hồi đó sớm ruộng á. Tới giờ đi phát bánh mì bò kho trời mưa. Vui rồi. Rồi hết mưa đi sao vậy? Ủa mũi bên em có đi làm hả? À. Rồi mới vừa tạnh mưa các bạn.
các bạn nhìn xuống mặt đường nè, bước dê không mà đẹp ha, ánh đèn vàng còn chói lóa, nó phản quang lên á, cái màu nước á. Đây là cầu Trà Vào quận 8, qua bên kia quận 5. Đẹp quá trời luôn các bạn. Những cái nước đó là cái đèn vàng nó phản quang lên đẹp quá trời. Nhớ cái chú kỳ dưới chân cầu Trà Vào. Mì bò kho gửi cho chú bán vé số 77 tuổi rồi. Một ngày chú bán ở đây là bán được khoảng được bao nhiêu tờ chú? 5-30 rồi hả? Dạ. Cậu lớn tuổi à. Mà còn nóng quá chú ơi, cái bò kho còn nóng ăn đi chứ khỏi nó nguội uổng lắm. Dạ. Đây Hải Hượng Lãng Ông quận 5. Chú này cũng sống trên vỉa hè thôi, đựng về chai. Trời còn làm mưa. Bến xe Chợ Lớn. Ở đây giống nghe vậy. Hôm nay có mấy người à? Mưa nước hết rồi. Chú lên phía trước không chứ? Gửi cho cổ luôn phần à. À, nhớ nói bò kho chứ không thôi người ta tưởng là heo á, nó nhiều khi ăn bị dị ứng á. Rồi chú này bán vé số. Vô vô đây chú, vô. Dạ. Ờ, cơm chiên Dân Châu hả? Bữa nay bò kho ngon lắm đó cô, ngồi xuống ăn đi cô, ai nóng đó cô. Cổ khen ngon quá trời, hồi chưa giờ chưa ai cho. Rồi ok mình đi. Nghe cô nói mình mừng à. Năm nay cô nhiêu tuổi rồi cô? Cô 60. 60 hả? Lụm dây chai. Minh ơi. Minh. Gửi con 100. Cô đợi cô chút xíu nha cô. Rồi cô. Dạ. Rồi. Uống cà phê nha cô hen. Dạ. 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 Mình vừa gửi cho cổ 100.000 đồng từ anh Đặng Ngọc Hùng. Lý do là nhiều người quá, không có dám cho công khai, sợ lộ đồi nữa. Trẻ ở đây nhiều.
Vậy là nãy cho anh đó đứng xin tiền. Nãy con anh thanh niên đứng xin tiền, mình lại muốn cho tiền cho cô đó, tại cô đó 6 tuổi thấy đi lùm ve chai, nên cuối cùng là phải nhét vội. Khổ lắm, ở đây khi cho tiền nhiều khi là gặp nhiều trường hợp lắm. Rồi, ok, đi. Sao dùng dây tiếng giạc quá vậy ta? Ủa, xe ôm á. Ờ, ok, không sao đâu. Mấy cái áo xanh xanh là xe ôm á. Để đây xíu nữa. Đấy, mới vừa chạy tới luôn. Bánh mì bò kho. Chạy đường cút xe. Dạ rồi rồi rồi. Ok, được rồi. Dạ dạ. Rồi thôi mình đi tiếp. Dạ. Anh bán bánh tráng ăn không anh? Ăn bánh mì không? Bánh mì bò kho, dạ. Thấy anh cười hoài. Dạ. Thì có một người, gửi một người trước đi. Gửi cho cổ đi anh Lùng. Dạ. Gửi luôn cho cái chú gì đây luôn cho rồi. Dạ. Rồi. Dạ rồi. Đường Nguyễn Thị Nhỏ, quận 6 các bạn. Rồi, mình đi thôi. Góc đường Hòa Hảo, Lý Thường Kiệt, có mắt Lý Thường Kiệt quận 10 các bạn. Rồi, ngủ luôn rồi. Gửi lo cho chú này một phần đó nè. Anh Lùng gửi anh Lùng. Nằm luôn rồi. Ngủ. Ờ đằng kia một chú nữa. Rồi. Bên đó có một phần nữa Quy ơi. Cô đó lùm dây chai, cái chân cổ bị đau. Sài Gòn trời mưa rồi, vẫn không có mát. Một năm ở Sài Gòn hai má, có hai tháng rất là sợ đó, tháng 4 và tháng 5. Nó nóng khủng khiếp luôn. Thực sự nếu không vì corona hoặc là không vì công tác từ thiện thì có lẽ là tháng 4, tháng 5 mà đi du lịch rồi. Trốn lên Đà Lạt hoặc ra vùng biển, nóng lắm. Sài Gòn. Gửi cho cổ phần luôn á Quy ơi. Rồi. Rồi dạ chào chị. Đâu? Vậy hả? Bả bữa cho mình á. Trời ơi. Cho bả. Nhưng cổ nằm ngủ đó rồi. Cô đó bữa hâm dọa mình do không có cho tiền. Ở độ tuổi trung niên thôi. Nè, ở đây nè. Nè, giảm nó thôi.
rồi. Mỗi người một phần. Đây là đường Nguyễn Chí Thanh. Rồi chào chú. Dạ. Qua đây lấy luôn chú ơi. Rồi, cứ qua đây chú đi nuôi. Vẫn là Nguyễn Chí Thanh ngay khúc trước Bia Sài Gòn các bạn. Công ty Bia Sài Gòn. Thằng kia có mấy chú lớn tuổi nữa. Rồi, của chú hai phần ha. Rồi, gửi rồi chú ơi, kia luôn rồi chú, để lên xe luôn rồi kìa. Dạ. Rồi, ok, mình đi. Là đường 3 tháng 2 quận 10. Bò kho cô ơi ăn liền nha, nóng quá. Dạ. Rồi, quay đầu luôn rồi. Đừng để dành cô nha, cái món này đừng để dành, ngon ăn liền luôn coi. Thực sự thì đời người được bao nhiêu năm tháng, khi mình cảm thấy đủ rồi thì cái tâm mình cũng rộng mở hơn rất nhiều các bạn. Biết đủ là vừa rồi, là hạnh phúc. Cháu ủa đâu rồi, cháu đâu rồi bà, bác rồi, cái trời mưa. Trời ơi, bữa nay bánh mì bò kho ngon quá trời. Nhưng nó không nóng nữa. Hả? Không nóng phải về nhà hâm mà. Dạ. Rồi. Rồi thôi đi tiếp. Thôi đi nha bác ơi. Ủa cho chưa? Chưa. Dạ rồi qua bên kia giùm con đi cơ, chú. Qua lấy con đi. Để đừng đụng tay em, cái tay em nó đang quay video chị. Dạ. Gửi cho chị đi Huy ơi. Em khổ rồi
Dạ 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 rồi. Rồi gửi đi Huy, gửi đi đi. Rồi, rồi chào chị, dạ. Dạ dạ rồi. Dạ cảm ơn anh, mới đây được đó. Dạ dạ. Em cũng ở nhà bữa. Dạ rồi. Đây con gửi chú 2.300.000 đồng nha, là từ dạ. Chú Hồ Quang là người Hoa luôn á. Dạ, dạ, chú coi đi video chú đó là dạ, thương chú á. Tài sản mất ngày 15 tháng 3. Dạ rồi. Trên biển Thị Long. Dạ rồi. 74 tuổi. Dạ. Rồi cái này là chú Hồ Quang gửi cho chú nha, 2.300.000 nha, tương đương với 100 đô đó. Chú gì, chú Hồ Quang hả? Thấy là ghi là Hồ Quang. Rồi vậy chú biết được vậy rồi, 2.300.000 chú giữ nha chú, bỏ tiền vô ở đây ngồi. Hồi bữa nay về sớm đi, ăn xong rồi về sớm đi. Dạ. Ăn xong về sớm đi chú. Dạ. Túi tiền lớn, dạ rồi. Rồi thôi chào chú nha. Dạ. Cái đó tương đương 100 đô đó. À, bác là mẹ của chị, 101 tuổi mất rồi hả chị hả? Bây giờ là hồi xưa là chị làm nghề gì để sống? Em làm nghề chai đây ông già biết. Có cái em xin quà là em cũng cho ổng hả? À vậy hả? Là chú biết rồi ha. Dạ. Chú này cũng biết hả? Bây giờ chị làm gì để sống? Bây giờ em cũng hướng dẫn làm nghề chai, làm cái này cắt mướn nhà, cái nhà lại chị làm. À. Giờ mong muốn của chị là gì? Em giờ mong muốn làm gì chứ mà dạ em muốn cần nhiều cần giúp em một nhiều là cảm ơn rồi. Dạ rồi em cho số điện thoại luôn, có gì em đi làm cho vậy cứ ra đây em xin đầu, tại vì em cũng có tin lúc trước là mấy cô gác này nè ta đồng ý em không có lộn nữa. Dạ. Em già này biết lấy bà đi sơ xuống là cho tiền em luôn rồi, chứ bà già giờ chết rồi bây giờ nuôi đâu cũng hai mươi mấy à hôm trời hôm tết tới giờ luôn hết báo không có ra. Nhiều khi em đo thôi thịt đem ra cho ổng ăn nữa, hỏi ông ơi năm nay cô nhiêu tuổi cô? 52 tuổi rồi. Dạ rồi. Gia đình mà ở nhà còn bà chị ở dưới quê á thì đi rửa chén, đi làm phụ người ta lâu lâu như em có gì á bánh trái hay gì em gửi về quê chị tiện cho em. Dạ. Khổ lắm, gia đình em nghèo lắm ở dưới quê rồi. Dạ. Đúng là chị nè, chị ruột của em nè, là còn hai chị em nè. Dạ rồi. Rồi em ghi hình rồi ha, có gì có mạnh thường quân nào giúp đỡ chị sẽ giúp chị nha. Ở đây là Bùng Binh, công trường dân chủ các bạn. Rồi phát yêu quý ơi, phát qua cho chú này luôn đi, cứ đi. Chú ăn không chú? Ăn cơm không? Bánh mì bò kho. Rồi gửi chú phần. Bánh mì đâu có? Có đợi con chút xíu. Rồi. Rồi. Không một phần à, chú có người à, chú có người hả à, chú ghi hai phần kìa. À đúng rồi cô đó, đúng rồi cho cô giữ cho chú giữ giùm đi. Cô kia đâu rồi bác? Dạ vậy gửi cho chú thêm phần nữa ha. Huy ơi bên đây một phần nữa Huy ơi. Bánh mì bò kho chú ăn liền đi chứ không lắm nguội uổng lắm. Chính thắng quận 3. Bò kho, bánh mì bò kho. Có
Tỉnh xá Ngọc Quang, ngày mai cho tỉnh xá Ngọc Quang. Ngọc Quang bên phường 14. 15 quận 8. Đô Hữu Phước. Ở đó nuôi khoảng 70 cô chú sống neo đơn, từ 60 đến 90 tuổi rồi. Rồi thôi mình đi. Chú phần luôn. Bánh mì bò kho chú nha. Dạ. Lý Chính Thắng quận 3 các bạn. Rồi. Rồi mình đi. Rồi góc bà huyện Thanh Quang và Lý Chính Thắng quận 3. Để chú đi. Bữa nay thiếu hai người rồi. Con chở lên ngồi ăn nha chú. Rồi con để dưới đây luôn nha. Một chút nhớ ăn nha. Rồi con để đây luôn. Rồi. Góc đường Lý Chính Thắng Nam Kỳ Khởi Nghĩa các bạn. Bữa con gửi nhà, tiền á. Cho bà 200, bây giờ cho bà 500, bây giờ 500 nha. Lộn tại đây, tuần lộn nha. À bữa gửi 1 triệu. Có không, bữa gửi 1 triệu hả? Ờ, bữa gửi 1 triệu. Con cho được cha bữa nè. Nhớ biết. Đúng rồi. Đợt đầu tiên hồi xưa là không biết gì luôn á. Bữa đây, tiền đó 500 với 200 cứt vô, hồi nó bị giật á, bữa bị giật 3 triệu. Bữa dạ. Bữa đâu, bữa cho tiền, bữa đi kéo á. Bữa bán đổ là ừ. Giấu đây, bà giấu trong nha, có chuyện nó giật. Thôi mình đứng ở đây ra đi mua cho nó. Rồi, rồi. Rồi. Mừng quá. Đây của hai anh chị đó cho. Cũng là người Sài Gòn ha. Mừng quá. Đường Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận. Yeah. Cô này bán vé số, anh này cũng bán vé số luôn. Đã bán vé số không gửi cho anh này luôn. Dạ. Có ông cô đang đến nữa kìa, đợi chút xíu luôn. Lụm ve chai kìa. Để cô di chuyển xuống dưới đây nè, trời. Yeah. À, có con chó. Rồi, thôi mình đi. Rồi, gửi luôn. Rồi chủ đằng kia, ok gửi đi. Tại cũng đâu có nhà các bạn, mình không có đi tới đó được. Công an nó bắt quá trời, mấy ông chạy hết trơn. Dạ. Còn có bọn chú này thôi. À, còn có mình chú này, công an nó bắt quá trời. Chú bán vé số đâu rồi? À. Con thấy bắt chú bán vé số, chạy hết trơn. Chạy luôn, mấy vé số cũng chạy nữa. Ủa kỳ vậy. Rồi, con chào chú nha. Giờ có bầu cử nè con. Dạ.
đó. Vẫn là Phan Đăng Lưu nhưng mà thuộc quận Bình Thạnh các bạn. Rồi. Ở đây còn hai phần có im kia nữa, đợi một xíu chú. Này mình ngày làm 8 tiếng hả chú hả? 13 tiếng hả? Lương cơ bản hiện tại là bao nhiêu chú, khoảng độ nhiêu? 7 triệu hả? 13 tiếng 7 triệu. Cũng 14 tiếng là giờ bệnh dịch dịch còn 13 tiếng. Cũng coi như là còn. Dạ. Cũng coi như là còn là đủ sống cho bản thân mình với lại chút xíu gia đình á. Thu nhập này là thờ. Dạ. Chú đợi xíu nha, Quy nó đến nó đưa cho chú à. Dạ. Ở Sài Gòn bây giờ thật sự các bạn thấy mình đi chợ là một ngày nếu mà đi ăn bình thường thôi á, cho cặp vợ chồng đứa con thì cũng khoảng độ trên 200 rồi. Gọi là ăn tương đó là tương tức vừa phải. Vật giá leo thang rất là khủng khiếp. 1kg cá mà chẳng hạn cá thường, các bạn mình đi, các bạn thấy mình đi chợ rồi đó, từ 80 tới 120. Cải ngọt thì cũng 30.000 đồng ký. Có rau muống rẻ hơn. Gửi ơi chú này Quy ơi, hồi nãy thực ra mình không muốn hỏi lương của một người, nhưng để chỗ là thấy chú cũng thân thiện, cái thứ hai là để cho các bạn rõ là mức lương hiện tại là như vậy á, một ngày là 13 tiếng. Đại đa số là ở Sài Gòn hiện tại mức lương khoảng độ 6 triệu 7 triệu. Tư đưa trong khoảng độ từ 300 tới 330 đô vậy đó, một tháng. 13 tiếng ngày ha. Rồi thôi mình đi. Gặp lại cô chú. Ngay góc Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Bác đằng kia, bác ơi ăn cơm bác. Ơi lộn, bánh mì bò kho. Ờ có hộp cơm rồi nè bác. Có hộp cơm rồi. Dạ, đi, con biết rồi, con biết là ông không có nghe được. Dạ, có gì hỏi bà. Cô thuốc nếu mà khỏe thì chiều đi bán tiếp. Còn không khỏe thì nằm nhà một hai. Cái này gọi là subtitle đó. Rồi thôi. Nóng nó ăn liền đi. Cứ tiền kỹ thận ơi, cẩn thận bác ơi. Rồi mình đi. Mua mấy tờ giấy số hả? 3 tờ. Đây là bệnh viện nhân viên gia đình. Đi về hướng ngã ba kia quẹo trái sẽ tới bệnh viện ung bú. À, rồi rồi gửi luôn rồi hai hộp đi Huy ơi. Đợt trước có cái bịch ni lông, bịch ni lông không? Dạ. Chú này là xin cho cái cô đằng kia kìa, mình nhớ. Bác lấy phần ăn chưa bác? Lấy rồi hả? Dạ rồi. Khẩu trang có 15 ngàn hả? Bà chúc mày lại mua 15 ngàn hả? Ừ. Thôi ngày mai em mua. Chúc mày lại đi tối. Chắc là giá nó rẻ cả thành phố mà. Rồi thôi mình đi.
Lê Văn Duyệt, quận Bình Thạnh các bạn. Chú bánh mì bò kho nó ăn nhanh đó chú ơi, cho nó nguội à. Rồi mình đi. Rồi chào em. Em đây cũng đi gửi bánh mì luôn. Rồi. Ủa nó hết luôn hả? Ờ ok. Bữa nay kết thúc sớm mà. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Và xin cảm ơn cô Trần Ngọc ở Canada đã tài trợ cho phần bánh mì bò kho tối hôm nay. Và xin cảm ơn anh Đặng Ngọc Hùng và chị Khanh. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.